Dạ, em xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại kênh Hiếu Mán nhé. Đây, lâu lắm em không lên hình cái con trắng này, nó mới đẻ xong ấy, nó mới đẻ xong mới tách con nó xong, nó chuyển hết con rồi. Đấy, bên nó là lứa thứ 5 rồi nhé mọi người nhé. Cái đuôi kia kìa, cái đuôi kia là không phải là cái đuôi nó là cộc nhá, cái đuôi nó không phải là cộc đâu, mà là cái đuôi này là hồi lúc về có một lần em làm video cho mọi người xem ấy, cái xuống đi con. Cái đuôi này là nó cắn nhau. Đấy, nó cắn nhau ấy, xong là để cái đuôi kia nó bị đứt ý. Không, trước ai đã xem video con này rồi ấy. Trước kia cái video cái đuôi nó cực VIP đúng không mọi người, nhìn chưa? Đã có rất nhiều người đã gọi điện để mua con này của em ấy, nhưng mà em không bán. Đấy, mọi nhìn kìa, bây giờ nó lại có cái hay của nó nhá. Cái đuôi kia nó bị cái cắn xong đứt đuôi, bây giờ nhìn nó hệt như con gấu luôn, gần như gấu luôn. Đấy. Đây đang thay lông rồi. Tách được tách con được hơn tháng rồi. Hơn tháng rồi, em chuyển hết đàn con rồi. Đấy, em nhìn chưa, nhìn sợ chưa? Đấy, con này là có tuổi rồi đấy, nó đẻ lứa này lứa thứ 5 rồi đấy. Nó rụng mấy cái răng rồi đấy, nó gãy mấy cái răng rồi đấy. Nhìn sướng lắm. Nói chung là cái trước ai đã xem cái video con này của em trước rồi thì là mọi người biết. Đấy. Hôm nay em làm cái video này ấy, thì nó thật sự là cũng ai mà có nhu cầu em cũng chuyển lốt. Trại em bây giờ còn khoảng 5-6 con thôi trên kia kìa. Em không phát đâu, để nguyên như vậy luôn. Đấy. Đấy. Vẫn đẻ đái bình thường nhá, đẻ lứa thứ 5 rồi đấy. Tách con nhất bình thường. Nói với cái con này này, nó là cái hạng dòng siêu phẩm luôn. Đấy. Có cái đuôi kia không phải là cọc. Cái đuôi kia không phải cọc nha, mọi người xem video của em rồi nên là mọi người nên biết cái trước kia là nó không phải là nó không ấy đâu nhá. Trước kia là nó không phải là cọc đâu, mà là cái đuôi của nó là khi nó cắn nhau đánh nhau ấy. Cắn nhau đánh nhau xong thì là cái đuôi kia nó bị đứt cái đuôi đấy đi. Đánh nhau với mấy cái đàn đỏ ấy. Mấy con đỏ của em ấy. Trước em mấy con đỏ giờ chuyển rồi. Giờ còn nó ấy, nhìn sợ như hầm hố chưa, nhìn hết gấu luôn. Đấy. Nhìn này. Nhìn này, nhìn phê chưa? Đấy. Con này thật nhá, chỉ có bố em mới sờ được với nó. Đấy, em nó còn gầm gừ cơ, nó rất phòng thủ mọi người, bất kỳ ai cũng đấy, chỉ duy nhất bố em sờ được. Đấy, con này. Con này em không hiểu, nó chỉ thờ đúng một chủ thôi. Đấy. Được. Nhìn chưa?